Tao hả? Không muốn làm bẩn tay. Tao quăng cục tiền ra đó cho tụi nó tự đi mà cắn nhau. Đó là lời nhỏ bạn thân của mình khi biết tin thắng. Bạn trai hiện tại có nó dắt bé ba vào khách sạn. Xin chào mọi người, mình là Hoa. Là bạn thân của một cô nàng giàu nứt đố đổ vách. Đó là Quỳnh. Cô nàng tiểu thư sinh ra vạch đích. Nhà Quỳnh có tiền. Bố mẹ đều làm chủ tịch công ty. Cho nên tiền nhà Quỳnh xài cả đời cũng không hết. Quỳnh cái gì cũng được. Mỗi tội nó thích chơi trò. Chủ tịch giả nghèo và cái kết. Nó nói tao phải làm vậy để coi ai thật lòng với tao mày ạ. Giờ người ta toàn chạy theo đồng tiền, được mấy ai thật lòng đâu. Nghe thì cũng hợp lý. Thế là nhỏ chơi trò giả nghèo với Thắng, chi tiền thuê một căn nhà lụp xụp Giả vờ mình là cô nhân viên văn phòng nghèo khổ phải đi xe buýt đến chỗ làm để tiết kiệm dăm đồng tiền xăng. Ha, thằng bồ đó nghĩ cả đời cũng không ngờ, cái công ty mà Quỳnh hay thang là bốc lột sức lao động, bắt tăng ca đến khuya, lại là công ty do ba Quỳnh làm chủ thằng thắng ban đậu thì cũng ra gì và này nọ lắm nào là thường xuyên đến tận công ty để đón quỳnh đi đi về về rồi nào là không ngại quãng đường xa xôi để đến đưa thuốc cho quỳnh khi chị bị bệnh anh thắng diễn đạt hết mức được hội đồng quản trị là tụi mình thông qua Thế là nhỏ bạn thân mình mở cờ trong bụng, đang định ngã bài thú thật với bạn trai rằng mình là tiểu thư giàu có, thì đùng một phát Quỳnh bắt gặp anh Thắng, dắt díu nhỏ nạo vô khách sạn. Rồi xong, thế là nhỏ báo mình mình ngỡ ngàng ngơ ngác luôn. Thế là hội đồng quản trị tụ họp tại căn biệt thự nằm ngay trung tâm thành phố của Quỳnh. Cứ ngỡ Quỳnh sao đâu khổ lắm, nhưng không, nhỏ tính bơ à, đang ngồi chải trước trước gương. Nhỏ tìm cây son màu cháy nhất, tô lên môi, lại tìm bộ đồ đắt tiền nhất khoác lên người. Ăn diện lộng lẫy xong xuôi rồi, nhỏ mới thẳng nhiên nói, đi, đi đánh ghen. Đánh sao? Tao hả? Không muốn làm bẩn tay, tao quăng cục tiền ra đó, cho tụi nó tự đi mà cắn nhau. Đi theo tao rồi tụi bay tự hiểu. Cả bọn chui lên con mẹt mới cống của Quỳnh, rồi phi thẳng tới khách sạn của đôi mèo mã gà đồng kia. Bằng hơn chục tờ 500 thì Quỳnh thành công lấy được số phòng và chìa khóa của đôi mèo mã kia. Thế là nhỏ không khách khí, bay thẳng vô phòng bắt ghen tại trận, chiến thắng và bé ba hoảng hốt vì đang lâm trận dở. Nhỏ Quỳnh điềm nhiên ngồi lên ghế, rút trong túi một cọc 500 dạy cui. Nói tao không có muốn đánh tụi mày Chỉ bộ tổ bẩn tay Giờ con kia mày đánh thằng Thắng Mày đánh một cái tao cho mày 500 Mày đánh nó bầm dập tao cho mày 5 triệu Mày đánh nó đổ máu cho mày 10 triệu Mày đánh sao cho nó gãy tay gãy chân Thương tích đầy người thì cọc 500 này là của mày Má nó chứ không những thằng Thắng Và bé ba xịt keo Mà cả hội đồng quản trị của tụi mình cũng xịt keo luôn Cao tay thật sự mọi người ạ Đúng là sức mạnh của đồng tiền. Bọn mình ngơ ngác cầm điện thoại quay theo yêu cầu của Quỳnh. Nhìn bé ba lao vô đánh thắng tới tấp không hiểu sao vóc người bé ba nhỏ xíu à, mà đánh lực ghê nơi luôn đánh cú nào sáng hồn cú đó thằng thắng lúc đầu còn cam chịu lúc sau hình như đau quá nên phát điên mới nhào vô tẩn luôn bé ba thế là cả hai lao vào đánh nhau bọn mình thì chẳng tốn một giọt mồ hôi còn được nhìn một màn chó cắn chó đầy sống động bản đi một vài tháng thắng quay lại gọi điện thoại nhắn tin làm phiền quỳnh Ý ôi gì mà anh biết lỗi rồi anh chỉ chót dại thôi ôi buồn cười thật Chẳng qua là biết Quỳnh có tiền nên muốn quay lại bám triết lấy cái gia tài khổng lồ của nhà nhỏ thôi. Còn khuya, thế là Quỳnh nhẹ nhàng, thẳng nhiên quẹt số của Thắng vào sổ đen. Rồi còn tiện tay thuê người úp clip đánh ghen lên mạng. ngay đầu vì vụ đó mà Thắng với bé ba làm cùng công ty, bị đồng nghiệp xa lánh, chỉ trỏ. Sau đó còn bị đuổi việc luôn, hả hê thiệt. Đấy, làm gì không làm, lại đi làm bé ba. Cấm gì không cấm, lại đi cấm sừng cô bạn mình. Thôi thì chúc Thắng và Tiểu Tam trăm năm hạnh phúc nhé nghĩ mà ức quá mọi người chuyện là phong chồng cũ của tôi tuy không phải là mối tình đầu nhưng anh cũng là thanh mai trúc mã với tôi từ bé tại bố anh với bố tôi là đồng nghiệp làm chung ở viện nghiên cứu phong không hề đẹp trai nói thẳng ra là ngoại hình rất bình thường ngày bé tôi thích phong vì anh quan tâm chăm sóc tôi như ruột thịt lớn lên thì đưa đón tôi đi học suốt bảo vệ tôi như công chúa tính tôi nhút nhát ngại giao tiếp nên không quen nhiều bạn bè khác giới chỉ có phong đáng tin cậy ở bên lâu năm nên là tôi ngốc nghếch đâm đầu vào yêu Cưới nhau xong về ở chung tôi mới phát hiện ra Phong có vô vàng tật xấu Đáng sợ nhất trong số đó là thói trăng hoa Tuy kém sắc Nhưng Phong lại rất dẻo miệng Tôi mù quán yêu anh ta Cũng vì bị những lời đường mật ngôn tình của Phong lừa dối Tuy ngày xưa Phong đối xử với tôi rất tốt Nhưng lúc trưởng thành Thì anh ta thay đổi quá nhiều Phong vừa lôi thôi vừa ở bẩn Cứ về nhà là cởi trần Nằm hò hét chơi game Khiến tôi trầm cảm vô cùng Xưa anh chăm chút cho tôi cẩn thận bao nhiêu Thì cưới xong anh lại vô tâm bấy nhiêu Mới tận hưởng cuộc sống hôn nhân lạ lẫm được vài tuần Thì tôi phát hiện có bầu Tưởng chồng sẽ mừng lắm Ai về phong nói một câu làm tôi nhớ mãi Anh đang lúc tập trung sự nghiệp Thì em lại chữa Em không biết nghĩ cho chồng à Vâng chắc một mình tôi tự chữa được ạ à. Sau đấy là chuỗi ngày tôi ốm ngén xanh mặt Phong mới ra trường đi làm Lương phong vỏn vẹn 2 triệu Tôi ôm bụng bầu đi phiên dịch Chạy sự kiện khắp nơi để kiếm tiền Người ta có bầu được chồng cưng chiều đưa đón Tôi đi đâu cũng chỉ có một mình Người ta nhìn ảnh siêu âm của con thì xúc động Riêng anh thì hờ hững nói Chả thấy gì Để xong tôi bị viêm tuyến sữa Nằm sốt co giật trong phòng Nhưng Phong vẫn nằm ngoài chơi game Mặt tôi một mình trong con Tôi mệt quá nhờ chồng lấy thuốc giúp Nhưng anh bận làm chiến thần thế giới ảo Nên gắt gỏng bảo đợi tí Tí của anh là hết đêm Sáng sớm hôm sau tôi phải nhờ hàng sớm gọi xe giúp để vào viện Các dịp lễ Tết sinh nhật Valentine rồi hội yêu nhau, tôi còn được nhận dăm ba món quà. Tới lúc cưới xong thì chả có gì. Nhớ mãi đêm tân hôn, anh hùng hổ hứa hẹn, sau này có tiền, nhất định anh sẽ bù đắp cho em. Và đúng là anh giữ lời hứa thật, đắp cho tôi một mớ sừng dài như bé tuần lộc đón Noel. Chỉ thiếu nước, vắt cây đèn bảy màu lên trang trí nữa thôi. Rồi buồn cười nhất là chuyện tôi bỏ tiền mình ra để mua tài khoản xem phim, Gần tới ngày đẻ bụng to tướng Nằm nhà buồn chán thì xem phim có gì sai ấy thế mà tới lúc cãi nhau phong chê tôi là Loại đàn bà hoang phí Ở nhà ăn bám chồng Còn dám bỏ ra 250.000 để mua tài khoản phim Nói tôi thậm tệ vậy đấy Nhưng sau đó ít lâu tôi phát hiện ra Chồng lén lút vào tài khoản của mình để xem ké Trời ơi ta nói hả nói bôi nhết Mắng vợ hoang phí trong khi tiền vợ tự bỏ ra mua Xong mặt dày xài chùa tài khoản của vợ còn vô số chuyện hài hước khác nữa, nhưng mà tôi chẳng muốn bêu ra. Con gái được 8 tháng thì phong lộ chuyện ngoại tình. Tôi không phải là người phát hiện ra chồng lừa dối sau lưng, mà chính bồ của chồng đã gửi ảnh trêu ngươi tôi trước. Kỳ diệu là lúc đấy tôi không hề tức giận, không ngạc nhiên cũng không buồn đánh ghen. Tôi hỏi cô bồ, có muốn lấy hắn không? Tôi cho cô luôn đấy. Buồn cười tiếp nè, gửi ảnh thách thức, nhưng bảo cho thì lại chê, còn dõng giặc tuyên bố. Tớ qua đường với chồng cậu, để thử cảm giác mới thôi, Chứ cỡ chồng cậu cho tớ có khi tớ phải nuôi lại. Tự dưng nghĩ chán. Đến bồ cũng chê thì chả hiểu ma nào mà thèm giành giật. Tôi thông báo tin tức với bố mẹ hai bên. Rồi bế con dọn đi chỗ khác ở. Phong đi tìm khắp nơi. ầm ỉ lên không muốn ly dị. Tôi mặc kệ. Chọn ly hôn đơn phương càng nhanh càng tốt. Được cả nhà chồng cũng tốt. Thấy con trai bị bóc phốt ngoại tình rồi sắp bị vợ bỏ. Là cả nhà họ nhốn nháo lên quay sang đổ lỗi cho tôi mà lỗi gì mọi người biết không lỗi đẻ xong không biết chăm lo bản thân để chồng bị người khác dụ dỗ lỗi điên khùng ảnh hưởng đến việc chồng học hành tu nghiệp lỗi tiêu xài hoang phí không bàn bạc với chồng lỗi tự ý mang con bỏ đi không xin phép ai một núi lỗi lầm mà bạn bè người quen nghe xong ai cũng ngạc nhiên hỏi rằng tôi sai chỗ nào mang tiếng thân thiết với gia đình tôi mấy chục năm mà hóa ra họ cũng chẳng tốt đẹp gì Ly hôn tôi thỏa thuận cho Phong được thăm con gái vào dịp cuối tuần Tiền chu cấp nuôi con hàng tháng là 2 triệu Hôm tra tòa tôi chẳng ham lấy tiền của anh ta Nhưng nghĩ thôi Tiền bỉm sữa của con chẳng tội gì để bố nó mang cho bộ Nhà chồng cũ giàu nứt vách ra Mà cấp dưỡng nuôi cháu gái tận 2 triệu Xúc động ghê Tôi chẳng hết gia đình chồng cũ Vì không muốn ai làm phiền đến cuộc sống riêng của hai mẹ con Phong gửi tiền chu cấp được chừng hơn một năm Thì bắt đầu lương lẹo Vài tháng mới gửi một lần Nhưng tôi chẳng thèm quan tâm Năm năm trôi qua êm đềm Con gái tôi cũng sắp sửa lên lớp 1 Tôi cũng chẳng nghĩ đến việc đi bước nữa Duy nhất dạo gần đây có Khôi Là ngõ ý muốn chăm lo cho mẹ con tôi Khôi là người quen của bạn thân tôi Điển trai, lịch thiệp Sự nghiệp cũng ổn Mấy năm nay tôi nhận được khá nhiều lời tỏ tình Xong tôi không có cảm xúc gì Nên đều bỏ qua hết Riêng chàng trai mới đến này Khiến tôi có cảm giác chân thành và ấm áp Con gái tôi cũng rất quý mến cậu ấy trong lúc tôi suy nghĩ xem có nên mở lòng lần nữa không, thì tự dưng Phong liên lạc. Phong cấu kỉnh hỏi là có phải tôi có bạn trai rồi không? Chưa kịp trả lời thì anh ta sổ một tràng lên mặt dạy dỗ, cấm tôi không được dắt trai về nhà vì làm chuyện xấu hổ ấy sẽ ảnh hưởng đến con. Trời ơi, tôi nghĩ mãi chưa biết ảnh hưởng đến con ở chỗ nào. Sự thật là tôi chưa từng dắt người đàn ông nào về nhà mình cả. Trừ ông ngoại đến thăm hai mẹ con thì chỉ có thợ sửa điều hòa với shipper thôi. Tôi còn chưa nhận lời làm bạn gái người ta, mà Phong đã hống được rồi. Chả biết ai mách lẻo với anh ta nữa. Nghe chồng cũ cấm cản mà tôi bực mình. Tôi vặn hỏi xem anh ta có tư cách gì mà cấm đoán. Ly hôn 5 năm rồi thì còn quan hệ gì? Kể cả tôi có cưới thêm hai ba người chồng mới thì cũng chả liên quan gì đến anh ta. Đối lý nên Phong không nói gì nữa. Chỉ dọa nếu mà tôi yêu ai thì anh ta sẽ kiện để dành con về. Ôi tôi lại sợ quá cơ. Thách anh ta kiện xem có làm gì được không? Lớn từng ấy rồi mà còn cư xử ấu trĩ. Năm năm qua cũng không ai dám làm bạn gái anh ta cả. Chỉ có tôi ngày xưa mù mắt Mới lãng phí một tờ đăng ký kết hôn với Phong thôi Em là nữ năm nay vừa tròn 20 cái xương xanh Em có một con bạn tên là Hiền Đã lấy chồng được một năm và có một con Em với Hiền chơi với nhau từ thời mầm non Chả biết duyên số thế nào mà vẫn học chung đến cấp 3 Hồi lớp 12 Hiền yêu thằng chồng nó Nhưng bây giờ là chồng cũ và thằng này hơn bạn em 2 tuổi Hôm đó báo em thì em nhìn đã không ưa cái thằng này vì vốn gia đình nó không có điều kiện thì thôi đằng này lại còn lêu lỏng ăn chơi thằng này thậm chí nó còn nợ nần chồng chất nên nó bỏ học đi làm còn hiền thì ngoan học giỏi gia đình có điều kiện nói chung là như con nhà người ta luôn em thấy bạn mình yêu một thằng vốn không ra gì như thế thì cũng có khuyên bảo nó thì nó báo một tin động trời đã có thai được hai tháng và chuẩn bị cưới rồi em nghe nó nói xong bà giật mình nửa tin nửa ngờ ngay tháng sau nó lên xe hoa về nhà chồng sau nửa năm lấy chồng thì Hiền có sinh ra em bé gái trông rất đáng yêu và đặt tên là Huyền Linh. Cứ ngỡ như có được vợ đẹp con xinh rồi thì thằng chồng cái Hiền sẽ biết tu chí làm ăn. Nhưng không, càng ngày nó càng ăn chơi, thậm chí nó còn dở thói vũ phu ra nữa. Có lần định oánh cái Hiền, nhưng may em qua kịp, xong về đã nói với bố mẹ cái Hiền. Gia đình cái Hiền thương con thương cháu, không muốn cho con cháu mình ở trong cái nhà cũ nát của thằng chồng nó mà nói nãy giờ quên mất thằng chồng đó tên là Tuấn nha. Vì không muốn con cháu vất vả ở trong cái nhà cũ củ nát của thằng Tuấn, nên cũng đã nói chuyện với nhà thông gia và muốn mua nhà rồi để tên căn nhà là của cái Hiền. Cứ tưởng gia đình thằng Tuấn sẽ biết điều, nhưng không. khi nghe đến là căn nhà là của cái Hiền là hùng hùng hổ hổ như không như vậy gia đình nó bảo vợ chồng là chuyện cả đời. đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm. nên nhà thông gia xem xét lại để tên căn nhà là của thằng Tuấn. Gia đình cái Hiền thì không phải dạng vừa, nghe đến đây thì cũng bình tĩnh bảo, cháu Tuấn nhà anh chị vốn không làm ăn được, nhà không tự mua hay xây được, gia đình tôi mua nhà cho con Hiền và cháu Linh ở, nên là tên thì muốn đặt là cháu Hiền, dù gì thì cháu Hiền cũng mới xin cho, nên là mua động viên tinh thần cháu. Nghe đến đây đụng trúng tim đen, thế là nhà thông gia cũng biết đường mà lui tưởng nhà bên đó lui thiệt ai dè vẫn còn âm thầm chôm chôm nhà lắm đã hèn mà còn tham là có thiệt nha nhà này không làm được mà đòi có ăn á thì chỉ có ăn một thời gian sau khi chuyển qua nhà mới hiền cảm thấy thoải mái hơn nhưng mà gia đình chồng nó khi không có hôm em sang chơi thì thấy ông bà đấy sang bảo thăm cháu xong lại còn bảo cái hiền ra nói chuyện rồi em trông cháu đỡ mà mọi người biết họ nói gì không họ bảo với cái hiền là con ở nhà chăm cháu có đi kiếm tiền đâu mà đứng tên căn nhà làm gì bố mẹ khuyên thật là con sang tên nhà cho chồng con đi. Chồng con đi làm vất vả, kiếm tiền lo cho con và cháu, không mua được nhà, nên ra ngoài bạn bè chê cười về gia đình vỡ khinh thường. Cái hiền bình thường thì dịu dàng, nhưng mà hôm nay nghe được những lời này thì không bát lại luôn. Nó hiền, chứ nó đâu có ngu đâu. Dạ, đây là nhà bố mẹ con mua cho con, nên là con không tùy tiện được. Anh Tuấn đi làm về thì không đưa con nổi một xu. Tiền nhà, tiền sữa, tiền biển, tiền ăn thì đều là nhà ngoại chu cấp, chứ chồng con hay nhà nội không chu cấp nổi một xu ạ à. nó vừa nói vừa bắt đầu rơm rớm nước mắt bố mẹ chồng nó nghe thấy thì bảo ây chà chị đây có nhà cậy gia đình mình giàu nên lên giọng khinh thường nhà nghèo đấy chứ gì rồi họ vung tay cho hiền một cú vuốt má em nghe thấy tiếng động thì từ trong phòng em đặt cháu xuống rồi chạy ra lúc em chạy ra thấy cái hiền khủy dưới đất còn người đứng trên cao nhìn xuống là bà mẹ chồng nhìn cái cảnh này em tức điên lên liền lao lại bà mẹ chồng kia vuốt má lại bà có cái quyền gì mà đánh hiền nó mới sinh con xong Nhà này bố mẹ nó mua cho cái hiền đứng tên Thì đã làm sao Nếu muốn nhà đứng tên con trai ông bãi Thì bảo nó đi kiếm tiền mà mua đi Xong em đỡ cái hiền đứng dậy Lúc này thì thằng Tuấn đi chơi về Thấy mẹ hắn bảo là cái hiền khinh Và đe dọa gia đình nhà nó Và còn nói là em đánh mẹ Nó quay ra tính cho em một đạp Nhưng em đỡ được Với trình máu điên Con hổ cái như em thì thằng này chỉ là cái tên thôi Sau đó em gọi gia đình cái hiền đến giải quyết Muốn cậy đông thì đây cậy luôn Em kể hết mọi chuyện cho gia đình nhà hiền thì bố nó bực mình đuổi hết cả nhà nó ra khỏi nhà. Con gái cưng của ông, ông chưa dám động tay động chân. Thế mà nhà chúng mày dám đánh nó hả? Sau khi đuổi gia đình nó đi, bố cái hiền nhận em làm con nuôi và thưởng nóng em luôn vì cho thằng đấy tơi tả. Trời ơi, em cũng muốn từ chối lắm chứ. Nhưng mà gia đình nhiệt tình quá nên em cũng đành nhận thôi à. Còn chuyện cái hiền và thằng Tuấn thì cũng tra tòa Thằng Tuấn bị tước quyền nuôi con vì không đủ điều kiện, mà nghe đâu gia đình thằng Tuấn phải bồi thường 5 triệu vì động vào hiền, người mới sinh con. Còn em thì mọi người tò mò sao em không bị phạt? Thì mẹ em làm luật sư mà, nên chuyện này đơn giản em lách được, coi là tự vệ thôi. Ngoài ra thằng Tuấn còn phải chu cấp mỗi tháng 6 triệu tiền nuôi con nữa cơ. Đúng là ác giả ác báo mà. Người ta thường nói phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng, quả là không sai mà. Ông chồng nhà em thì được cái hiền lành tốt tính lại ngoan Mỗi tuổi nhiều khi ông này rất là lương lẹo Thật ra khi em và chồng lấy nhau Định bụng là tiền ai người nấy tiêu Tiền điện em trả còn tiền ăn thì chồng chi Thế nhưng xuyên đi nghĩ lại thì em vẫn nên thu tiền của chồng để tránh cho việc anh ấy chi tiêu hoang phí. Vậy nên hàng tháng em sẽ cố định đưa cho chồng một triệu, bao gồm tiền xăng xe đi đường thời đại nam nữ bình đẳng công việc được chia đều cho cả hai người hai vợ chồng em đi làm về đi chợ cơm nước do anh chồng phụ trách còn quần áo đũa bát thì em thầu nhà cửa thì chia ngày ra dọn dẹp nhưng không biết dạo gần đây chồng em học được đâu tuyệt chiêu săn xe ngoài chợ khiến em cũng phải hãnh diện với hàng xóm quả là người đàn ông biết tính toán Hôm đó được nghỉ, chồng em đã đi chợ mua đồ ăn từ sớm. Thường thì 9 giờ đã thấy có mặt mũi ở nhà rồi. Thế mà nay 10 giờ rồi không thấy vác mặt về. Gọi điện thì bảo là vẫn đang lựa thức ăn. Em nghe thấy nghi ngờ nhưng có mùi lương lẹo ở đây. Đợi thêm 30 phút nữa thì ông chồng cũng về. Tay sách nách mang lĩnh kỉnh đồ đạc. Em thấy vậy mới mắng. Anh đi 3 bước, lùi 2 bước hả? Gì mà giờ mới về tới nhà? Từ nhà ra chợ mấy bước chân? Đâu, em xem. Anh mua những gì mà lâu dữ vậy? Ông chồng nhà em thì cười phớ lớ, nói một cách đầy tự hào. Này anh trai chợ, thấy khuyến mãi nhiều quá, nên mua một thể. Đây nha, để anh cho vợ coi. Nhà hết dầu rán, nên anh mua canh dầu rán tự nhiên, được tặng kèm mấy gói lạc nè. Còn đây là anh mua thịt lợn về nấu cho vợ, lại được tặng cá chỉ vàng. Em thấy anh siêu không? Em thắc mắc ở đâu lại có kiểu khuyến mãi như vậy? Nghe là biết ông lại lương lẹo rồi Chắc ông sợ em mắng nên nói vậy Mua linh mua tinh là em đã không thích rồi thôi thì mấy đồ này không có đáng bao nhiêu nên em cũng bỏ qua cho anh ấy lâu như vậy thì cũng không sao bản thân em cũng hay chi tiêu nên cũng không thể cấm đoán chồng được thấy em không nói gì ông chồng cũng vui mừng ra mặt vội mang đồ ăn vào nấu cơm tối đến thấy anh chồng mở tivi có bóng đá biết ngay mà bảo sau nay mua lạc với cái chỉ vàng về ra là để làm mồi tối xem bóng đá thế nhưng chưa dừng lại ở đó lần này em thấy còn lố hơn cả lần trước nữa mọi người ạ à. hôm nay thấy anh chồng mang đồ về vẫn giống hệt lần trước Chỉ là có thêm bánh đa và canh bia Nhìn là biết xạo rồi đó Thấy sách đồ vào em mới hỏi Đừng nói với em bia với bánh đa này cũng được tặng nha thấy mà anh ấy cũng gật đầu Anh ấy còn tỏ vẻ như vô tội Anh biết gì đâu Nay tự nhiên mua cha tương ớt thì bà bán hàng tặng cho anh mấy cái bánh đa. Đã không muốn lấy rồi mà bà cứ dúi vào tay. Bảo là nay có khuyến mãi. Còn bia nãy hả? Nãy anh mua gói lạc thì được tặng. Em không tin thì cứ lên hỏi cô Tuyến đi can bia này cũng hai lít rưỡi chứ ít ỏi gì đồ còn lạc với bánh đa anh ấy cũng biết tính toán quá đó nay đã là cuối tháng rồi tầm giờ này anh ấy làm gì còn nhiều tiền tiêu vặt như vậy nữa để mà mua tiền hàng tháng em đưa thì chỉ đủ tiền xăng xe rồi thỉnh thoảng ăn sáng với trà chiều cùng đồng nghiệp sao mà dư mua đồ nhậu được chứng tỏ ông này vẫn giấu quỷ đen cứ dăm ba bữa lại khuyến mãi với xăng xe như này thì tỏ ra ông này vẫn giấu quỷ đen quỷ này là quỷ vàng chứ quỷ đen gì tra hỏi tiền đâu mà mua thì nhất quyết không khai ra gì chỉ bảo là hàng được tặng các chị vợ nhớ nha cần mạnh tay thì nhất định phải mạnh tay thì gia đình mới êm ấm ngay từ sớm hôm sau chồng em chưa dậy em đã đi chợ mua đồ thấy em về thì chồng em ngạc nhiên lắm vì trước giờ em không có nấu nướng đi chợ bao giờ thấy em xách nhiều đồ nên cũng hỏi thăm mua những gì em chỉ chờ có vậy bắt đầu lôi đồ ra đây nha, nay em đi chợ, xem có chương trình sale gì mà chồng lại săn giỏi thế. Không ngờ lại mua được nhiều như vậy. Nay mua có ít mít mà được tặng tận 3 cân vỏ sầu riêng. Nhìn em rút mấy miếng vỏ sầu ra mà ông chồng mặt đã tái mét rồi. Nhưng đã xong đâu. Anh ấy biết săn sale thì em cũng biết chứ. Chưa hết đâu, em mua gói muối mà được tặng cái chảo mới luôn. Em tính trước rồi, chảo nhà mình cũ chắc tẹo, em dùng là méo luôn. Thôi nên chảo mới này là quá hợp lý Chồng thấy phải không Đến bước này thì chồng em không còn bình tĩnh nữa Vội vàng dìu em vào nhà Rót trà, đắm bóp vai nhiệt tình Lão khai rằng mỗi tháng có thưởng KPI không nhiều lắm Chỉ có 1-2 lít thôi Được chia ra làm hai chỗ giấu Chỗ thứ nhất là dán vào gầm giường Số còn lại là được anh chồng buộc vào túi bóng Cất trong bể nước của bồn cầu Bảo sao chuyện dọn dẹp nhà cửa toàn tranh làm với em Ra là có quỷ vàng, quỷ bạc khắp nơi Em tịch thu hết những số tiền còn lại, cầm theo cái chảo ngồi ở ghế, nhìn người đàn ông của cuộc đời em đang, đứng hối lỗi trước mặt. Em mà bắt được quỷ vàng nào của anh đó, thì anh tới số với em đó. May là tiền nông em giữ hết, không thì anh tiêu có bà xương cũng không còn. Rồi tiền học, tiền con cái nữa. Từ sau muốn ăn gì thì khai báo em đưa thêm tiền đi chợ, nghe rõ chưa? Giờ sang nhà ông bà đón con về đi. Lão ngậm ngùi nhảy lên ôm em, hứa hẹn đủ thứ, rồi đi sang ông bà đón con gái về. Chắc chắn là anh chồng em vẫn còn tiền đang giấu ở đâu đó trong nhà. Lão giấu kỹ lắm, chờ em tìm được á, là lão chồng biết tay em. Anh thích Vân lâu rồi. Anh trân trọng từng giây phút được chở Vân và trò chuyện cùng em. Anh không mong em chấp nhận anh, nhưng mà anh chỉ muốn cho em biết tâm tư của anh thôi. Đó là lời tỏ tình mà mình nhận được sau buổi họp lớp cấp 3. Nhân một ngày đẹp trời, mình sẽ kể về câu chuyện nên duyên giữa mình và anh Nguyên, bạn trai hiện tại của mình. Xin chào mọi người, mình là Vân, một cô sinh viên năm cuối theo đuổi ngành nhà giáo. Mình gặp anh Nguyên khi đưa bé Su, bé cúng của mình đến thú y chữa bệnh. Đó cũng là cuộc gặp định mệnh đã kết nối chúng mình lại với nhau. Lúc đó mình ôm bé ra thú y thì trời cũng đã tối muộn rồi. Phòng thú y còn có mình mình là khách thôi. Trong phòng khám còn một anh bác sĩ thấy mình là con gái, lại đi một mình khi trời tối nên sợ nguy hiểm. Thế là anh ngỏ ý đưa mình về. Nhưng vì mình bận việc nên là mỗi lần đến thú y đều là tối muộn cứ như thế anh lại ngỏ ý đưa mình về mình thì ngại làm phiền anh nên cứ từ chối khéo nhưng mỗi lần từ chối anh lại xua tay bảo nhà anh gần nhà vân thôi trời tối khó bắt xe thôi để anh tiện đường chở em với xu về đi một mình buổi tối nguy hiểm lắm thế là mình cũng không từ chối nữa mà cảm ơn anh rồi leo lên xe trên đường anh lại trò chuyện với mình Lúc này mình mới biết anh tên là Nguyên, năm nay 27 tuổi rồi. Anh bảo bé Su giống bé cúng hồi nhỏ anh nuôi, giờ bé mất rồi nên anh nhìn Su lại thấy nhớ bé cúng khi xưa. Vậy là anh kể về những kỷ niệm của ảnh với bé cúng của ảnh khi còn nhỏ. Lắng nghe câu chuyện của anh, mình mới nhận thấy anh Nguyên rất tốt bụng và ấm áp. Bất giác mình lại càng quý anh hơn. Thế rồi sau mỗi buổi đi khám, ảnh lại đèo mình về. Ban đầu có thể là vì ảnh tốt bụng muốn giúp đỡ mình. Nhưng mà sau đó lại có gì khác khác chậm chậm thay đổi với hai đứa mình. Từ thú y đến nhà mình không quá xa, nhưng chúng mình luôn trò chuyện rất nhiều. Từ những câu chuyện liên quan đến xu đến những chuyện vặt vảnh của cuộc sống hàng ngày. Ti tỷ thứ vô tri chúng mình cũng trò chuyện cùng nhau, nên dần dần hiểu và thân nhau hơn. Sau đó một khoảng thời gian Su khỏe lại, vậy là mình không còn đến thú y nữa. Mình vừa vui lại vừa buồn. Vui vì Su đã khỏe mạnh, buồn vì không còn những chuyến đi sâu xe anh Nguyên nữa, không còn những cuộc trò chuyện thú vị lúc đêm khuya mình cũng bận việc, không thể tìm cớ ghé thú y. Thế là đoạn dây gắn kết chúng mình lại đột nhiên dừng lại ở đấy. Mãi cho đến một hôm, đó là buổi họp lớp cấp 3 của mình. Lớp chúng mình họp ở một quán ăn bình thường, chủ yếu là gặp mặt nhau để ôm lại kỷ niệm thôi. Hôm đó vì vui nên mình cũng nốc khá nhiều. Giữa chừng thì có người đi vào, mình lúc này ngà ngà rồi, đầu óc có hơi chậm chạp. Tới lúc định thần lại thì mình thấy anh Nguyên đang ngồi ngay trước mặt mình. Cả hai cùng nhìn nhau ngơ ngác vì bất ngờ quá nên mình còn nấc cục cả buổi nữa cơ. Sự xuất hiện của anh làm mình tỉnh rượu luôn. Thế là Thảo, nhỏ bạn cùng bàn của mình 3 năm cấp 3, mây vỗ vai anh Nguyên, nhìn mình rồi cười bảo, đây là anh họ tao, đẹp trai không? Nể tình hồi xưa mày chia tay cái trứng cút trong bịch bánh tráng trộn, nên là dắt ảnh theo cho mày làm quen. Thế rồi mình và anh Nguyên trố mắt nhìn nhau, không ngờ lại gặp lại nhau dưới tình huống dở khóc dở cười như vậy. Sau bữa tiệc, anh lại ngỏ ý đưa mình về. Anh đi chậm hơn bình thường nhiều, cả hai đều không nói lời nào cả, nhưng mà chúng mình lại tận hưởng sự im lặng đó. Đến nhà mình, anh dừng xe, cởi nón giúp mình. Rồi đột nhiên anh nguyên bắt lấy tay mình. Anh không ngờ hôm nay sẽ gặp nhau nên anh chưa chuẩn bị gì cả, nhưng anh biết nếu không nói ra điều này thì anh sẽ hối hận. Thật ra anh thích Vân lâu rồi. Anh trân trọng từng giây phút được chở Vân và trò chuyện cùng em. Anh không mong em chấp nhận anh. Anh chỉ muốn em biết tâm tư của anh thôi. Khoảnh khắc đó tim mình đập rộn ràng như tiếng trống. Chưa bao giờ tim mình đập nhanh như vậy. Mình nhận thấy anh cũng rung. Thậm chí không biết có phải do tâm lý hay không. Mà mình còn nghe cả tiếng tim anh đập. Mình hít một hơi thật sâu rồi nắm lại tay anh nói. Vân cũng thích anh Nguyên. Chúng mình quen nhau đi. Vậy là mình và anh Nguyên hẹn hò với nhau. Cho đến bây giờ thì chúng mình vẫn đang rất hạnh phúc và trân trọng từng giây phút bên nhau. Sẵn đây mình xin chúc mọi người sẽ tìm được người đồng hành cùng với mọi người nha. Từ nhỏ đến giờ em chưa từng gặp cái trường hợp nào đã mặc giày ăn ké của người khác mà lại còn đòi ăn sang. ấy. Vậy mà ngay khi vừa mới bắt đầu thời kỳ thực tập ma xuôi quỷ khiến thế nào em lại va vào ngay kiểu người như vậy nha. Mọi người cũng biết đi thực tập thì đâu có lương đâu. Nếu có thì cũng bèo bọt trả được mấy đồng nhưng vì muốn gây thiện cảm với mọi người trong chỗ làm nên buổi đầu tiên em cũng mời mọi người cốc trà sữa coi như làm quen chuyện chẳng có gì đáng nói vì mọi người đều tươi cười đón nhận ấy vậy mà ngay khi em vừa vào chỗ ngồi thì lại được nghe chị linh trưởng nhóm nói ôi trời ngày đầu mà mời được có mỗi cốc trà sữa chẳng bỏ cho chị ngày xưa lúc mới đi thực tập á, đã mời mọi người làm bữa lẩu hải sản rồi giờ bọn trẻ tiết kiệm thật vì không muốn mất lòng ai, lại còn ngay buổi đầu thế này, nên em chỉ biết cười trừ, rồi bảo em sẽ rút kinh nghiệm. Đi làm được một tuần thì em cũng quen với môi trường làm việc. Mọi ngày cứ đến buổi trưa là mọi người đều nghĩ là hôm nay sẽ có gì đó. Có rất ít người ra ngoài ăn, chủ yếu là sẽ đặt trên app. Mọi người sẽ tổng hợp lại cho một người đặt món. Do hôm nay công ty vừa nhận được một đơn hàng lớn, nên sếp tổng có báo là sẽ bao mọi người bữa trưa. Cũng giống như mọi lần, em sẽ phụ trách giúp mọi người đặt món. Em đi một vòng xem mấy anh chị ăn gì, chủ yếu đều là cơm không thịt phở, nhưng đến lượt chị Linh trưởng nhóm thì khác bọt hẳn, đặt cho chị phần cháo bào ngư nha. À, thêm cho chị con cua hoàng đế nữa, thỉnh thoảng mới được bữa thì phải ăn sang chút chứ. Em nghe xong hoang mang quá trời, ăn gì đâu mà sang dữ vậy? Nhưng vì tiền là của sếp nên em cũng đặt theo thôi. Chờ đến khi sếp thấy cái bill hơn chục củ thì liền gọi em vào hỏi, em cũng tường thuật lại mọi chuyện. Mấy món của anh chị khác thì chỉ tầm vài chục nghìn Nhưng riêng món của chị Linh đã vài củ rồi Sếp nghe xong chỉ đành bất lực rồi bảo Không hổ danh là người thích ăn sang nhất công ty Ai bảo tôi mời chứ Thôi đành kệ vậy Thôi em ra ngoài làm việc tiếp đi Em vừa đi ra vừa nhìn mặt sếp Trong vừa bất lực lại vừa tiếc nuối lắm Cũng phải thôi Hơn chục củ lận mà có ít gì đâu Thường thường vào buổi trưa em sẽ cùng mọi người đặt đồ ăn ngoài, nhưng do mấy tuần nay kinh tế hạn hẹp nên em đã nấu đồ ăn từ nhà đem đi. Đồ ăn thì cũng chẳng có gì, cũng chỉ có một canh một mặn thôi. Do em là đứa lười ăn nên là nấu rất ít. Hôm đấy khi vừa mở nắp cơm ra chuẩn bị ăn thì thấy chị Linh nhướng người qua nhìn hộp cơm của em rồi bảo gì mà lèo tèo có mấy món vậy em? Cơm tự nấu hả? Cho chị xin miếng xem tài nghệ nấu ăn của em như nào nè em cũng đưa đồ ăn cho chị ấy vừa ăn chị vừa bảo hơi nhạt tí mà cũng ngon bữa sau nấu nhiều chút cho chị ké miếng mà đừng có nấu mấy món tầm thường này mua tôm hay cua gì đó mà ăn ăn mấy món gì mà sang sang ấy có gì cho chị ké tí trời đã ăn đồ của người ta mà có ý kiến này nọ đã vậy còn đòi hỏi nữa chứ em cũng bảo lại em làm gì có tiền đâu chị sinh viên nghèo mà lại đi làm không lương thì sao ăn sang được chị giờ em có bữa cơm là thấy may lắm rồi Em làm sao mà so được với chị Linh, vừa giàu vừa sang, ăn toàn món ngon. Chị ta nghe em nói xong thì cười gượng, rồi ngồi xuống ăn đồ của mình. Em liếc sang nhìn hộp cơm của chị ta, xem sang cỡ nào, thì thấy cũng lèo tèo mấy món như em, thậm chí nhìn không ngon mà mấy món tầm thường của em nữa. Em không ngờ trên đời này còn có kiểu người như vậy luôn á. Hay là do em sống chưa đủ lâu nên chưa thấy được hết muôn kiểu người. Giờ em chỉ muốn nhanh nhanh qua kỳ thực tập này và không bao giờ muốn gặp lại cái kiểu người như chị Linh trưởng nhóm đã ăn ké, xin đừng có đòi hỏi. Dự tính cuối năm nay sẽ làm đám cưới nên em đã đưa người yêu về ra mắt. Trước nay người yêu của em luôn là một chàng trai biết trên biết dưới, giao tiếp khéo nên em tin chắc cả nhà sẽ thích anh ấy. Thế nhưng mà sau buổi ra mắt thì cả nhà em loạn cào cào. Chuyện là hôm người yêu em về ra mắt, mọi người sắn tay làm việc từ sáng sớm để chuẩn bị đón chàng rể mới. Nhưng mà anh rể em thì chẳng làm gì cả, cứ đứng chỉ tay năm ngón. Sai bảo cả nhà phải làm như thế lọ thế chai, do anh rể là quản lý nhà hàng, quen thói điều hành mọi người. Với cả nhà em thực hiện dĩ hòa di quý nên không nói gì, cứ im lặng mà làm cho xong việc. Lúc ấy anh rể em nói, mẹ phải dùng khăn này mà lau bàn ghế chứ, khăn đó lau bàn dơ lắm, rồi lỡ ngồi bị hâm mông thì sao Đúng lúc đó thì người yêu em bước vào nhà Hai người chưa bao giờ gặp nhau Nhưng người yêu em cũng biết nhà em chỉ có hai người con gái Nên người vừa gọi mẹ Chỉ có thể là ông anh rể thôi Người yêu em nhíu mày khó chịu Phản bác lại kỳ anh Phận làm con rể mà sao anh không làm việc thay mẹ Lại còn đứng đó nhiều chuyện Ngay lập tức hai người nhìn nhau với ánh mắt thế lửa Em đứng gần đó mà cũng cảm nhận được Bầu không khí vô cùng ngột ngạt Nóng bức lúc này để tránh xảy ra những tình huống không hay chị gái em nhanh chóng kéo tay anh rể vào nhà ngồi nói chuyện em cũng nhanh chóng giới thiệu với mọi người bầu không khí căng thẳng bắt đầu giãn ra khiến em cũng thoải mái hơn đôi chút lúc vào nhà người yêu em không vội ngồi ngay xuống ghế anh kéo ghế ra rồi nhẹ nhàng nói còn mời bác trai ngồi em thấy hành động vậy là tinh tế biết tôn trọng người lớn thế nhưng anh rể em lại trịch thượng nói muốn lấy ghế mời ai thì cũng phải đúng vị trí chú đẩy ghế ra như vậy vướng đường đi lắm phải kéo ghế vào chỗ kia kìa. Người yêu em nghe vậy thì nói to tiếng. Cái anh này, người lớn thì phải ngồi chỗ trang trọng. Anh lại bảo đẩy vào trong góc nhà là thế nào? Ôi trời ơi, chỉ là hơi to tiếng thôi. Chứ anh người yêu em không hề có thái độ chửi mắng gì đâu. Vậy mà anh trẻ em lên tiếng mắng lại, trách người yêu em là hỗn hào. Không biết thân phân biệt ai là chủ nhà, ai là khách. Người yêu em thuộc dạng nóng tính, nghe vậy thì cũng bật lại. Nè anh, nếu nói chủ nhà này phải là bác trai và bác gái, anh chỉ là rể thôi, Hai bác chưa lên tiếng, anh có quyền gì lên tiếng ở đây. Hơn nữa em lấy phận làm con cháu, mời người lớn ngồi thì có gì sai hả anh? Nghe người yêu em nói như vậy, anh dễ tự ái, lấy ngón tay thối chỉ thẳng vào mặt người yêu em rồi nói, đừng mất dạy. Chú vào nhà này thì chú làm em, tôi làm anh. Chú muốn đè đầu cưỡi cổ tôi hả? Đết có tôn ti trật tự gì? Một là chú khoanh tay xin lỗi thì tôi tha, hai là chú cút đi, đừng có mơ mà cưới em vợ tôi. Hai người yêu em cũng chẳng vừa, lên tiếng nói rằng không có lỗi nên không cần phải xin lỗi. Chuyện này khiến anh trẻ em tức giận đến mức mặt tím ngắt luôn. Sau vài giây, anh rể chợt lóe lên ý tưởng gì đó. Anh cười gian trá. Được rồi, chú không muốn xin lỗi chứ gì. Vậy thì chú Thi làm thịt vịt với tôi đi. Ai làm vịt ngon, sạch lông, thái miếng đẹp, không nát thì được người kia tặng cho một chỉ vàng. Người thua còn phải sủa gâu gâu và liếm chân người thắng. Nghe đến đây là em thấy trung người rồi. Cái hình phạt em thấy hạ nhục người ta quá nên không muốn người yêu em tham gia. Em lay lay tay áo, tỏ ý không muốn, Người yêu em lại nhìn em bằng ánh mắt ấm áp Rồi quay sang nói với anh rể em Được, nói lời phải giữ lời đấy Eo ơi ai mà ngờ được Người yêu em tay nghề đỉnh lắm luôn Em là con nhà nông Nhưng sợ nhất vẫn là cái khoản nhổ lông vịt Mà anh ấy làm ngon lành Cuối cùng người yêu em hoàn thành trước Đĩa vịt luộc đẹp đẽ được trang trí cả hoa hồng Nhìn rất là tinh tế Còn anh rể to miệng vậy thôi Đuổi bắt con vịt mà mãi không xong Người dính đầy phân vịt Bị thua Anh rể em nổi giận hất văn đĩa thịt vịt xuống đất rồi lên tiếng mắng chửi người yêu em là bắt nạt anh ta. Bao nhiêu từ ngữ phụ khoa văng ra như mưa khiến cả nhà em đỏ mặt. Chị gái em thấy căng quá liền kéo anh rể về nhà. Miệng không ngớt nói được rồi được rồi anh bớt nóng đi về nhà rồi tính. Nhưng mà anh rể không ngớt miệng mắng nhiếc người yêu em là loại không biết điều, dám thắng anh ta. Đợt khi chị gái tống được anh rể lên ô tô đi mất, cả nhà em mới được yên tĩnh. Người yêu em nhẹ nhàng xin lỗi vì chuyện lộn xộn vừa rồi anh ra ô tô lấy quà vào tặng rồi ngỏ ý muốn gọi bố mẹ anh qua bàn chuyện với bố mẹ em luôn bố mẹ em thấy con người bật được chàng rể trịch thượng thì vui ra mặt ủng hộ nhiệt tình chuyện em với anh ấy sẽ về chung một nhà nhưng mà sau ngày hôm ấy chị gái em hẹn em ra quán cà phê nói chuyện vẻ mặt chị bơ phờ nói chồng chị nói nếu bạn trai em không đến nhà xin lỗi đàng hoàng anh ấy không bao giờ ghé vào ngôi nhà này nữa cũng không cho chị và hai con về đây thăm ông bà ngoại em về nói khéo với người yêu em đi diễn hòa vi quý mà Xích mít thế này chị coi như mất gia đình rồi Em không ủng hộ chuyện xin lỗi Vì người gây sự trước là anh rể Nhưng em vẫn nói với người yêu Để anh ấy tính toán không làm mất lòng ai Nào ngờ nghe xong người yêu em bảo Anh không có sai thì sao phải xin lỗi Anh rể không về cũng không cấm được chị đưa hai cháu về Em cứ mặc kệ cho anh rể là mình là mẩy đi Anh với em lo cho đám cưới là chuyện trước mắt cần phải làm Giờ em bối rối quá Em không muốn ở em chó bay gà chạy nhưng mà người yêu em cũng không chịu xuống nước cưới về mà gia đình bất hòa thì làm sao mà sống hạnh phúc nổi á mọi người